trước đó thì yes à, trước cái thời trước khi mà Huyền bước chân vào câu lạc bộ ấy, thì Huyền không bao giờ dám nghĩ đến cái chuyện là Huyền có thể xây dựng được một ngôi nhà đâu các anh chị chính vì thế nên là trong đầu của Huyền chưa từng có một cái hình ảnh nào về ngôi nhà của mình cả à, thế nhưng mà từ khi mà đồng hành cùng với câu lạc bộ ấy à, thì Huyền bắt đầu nhen nhóm nhen nhóm à, có cái ý định các anh chị có ý định và dần dần thì à, sau à, sau hơn một năm một xíu khi mà Huyền biết tới câu lạc bộ thì Huyền đã có thể là đạt được cái ngôi nhà của Huyền bao nhiêu trong số các anh chị đã nhìn thấy ngôi nhà của Huyền à Huyền sẽ chia sẻ một chút xíu nha để cho cho các anh chị nếu như anh chị nào mà chưa nhìn thấy thì các anh chị có thể là được truyền cái động lực đúng không ạ rằng là à, chắc chắn các anh chị sẽ làm được thôi À, hôm nay huyền chưa có chia sẻ được màn hình rất nhiều anh chị đã nhìn thấy cái ngôi nhà của huyền rồi đúng không ạ à, rồi và ngày hôm nay thì huyền sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái trải nghiệm những cái kinh nghiệm riêng của huyền khi mà huyền đã ứng dụng để huyền có được cái ngôi nhà này và các anh chị biết không à, cái cái việc mà chúng ta hình dung tưởng tượng anh chị cái óc tưởng tượng cái óc tưởng tượng của chúng ta nó rất là quan trọng ở trong cái chương sách này các anh chị cũng đã nghe bốn cái câu chuyện đúng không ạ đầu tiên là gì ạ đầu tiên là câu chuyện coca cola à, ở đây thì huyền tin chắc chắn rằng là ai cũng biết tới coca cola đúng không ạ Yes, một cái uh, tập đoàn uh, nghìn tỷ đúng không ạ len lỏi tới tất cả các ngõ ngách huyền tin là len lỏi tất cả cái sản phẩm của họ len lỏi tất cả các ngõ ngách ở trong cái uh, ở trên cái thế giới này đúng không ạ và ai cũng tới sản phẩm đó nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta đọc cái cuốn sách này chúng ta biết rằng là à nó cái ý tưởng về cái cái sản phẩm đó nó bắt nguồn từ từ một cái chiếc ấm đúng không ạ từ một cái chiếc ấm và uh, cái cái người ấy mà có được cái bí kíp đó ấy, họ thêm vào đó một cái điều đó chính là ốc tưởng tượng vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là à, cái ốc tưởng tượng nó vô cùng quan trọng khi mà các anh chị thực hành các anh chị ứng dụng uh, các anh chị muốn, mong muốn có được những cái uh, cái cái uh, đạt được cái mục tiêu của mình ấy đó có thể là có những anh chị uh, có cái ước mơ có cái mục tiêu giống như Huyền đó là một ngôi nhà uh, nhưng mà cũng có rất là nhiều những anh chị là có những cái mục tiêu khác thì những cái những cái điều mà Huyền chia sẻ ngày hôm nay các anh chị có thể là ứng dụng trong bất kỳ cái mục tiêu nào nha các anh chị. Đó và uh, câu chuyện đầu tiên là về Coca-Cola đúng không ạ? Uh, câu chuyện thứ hai là uh, uh, có một uh, để có được một triệu đô. Đúng không ạ? Uh, câu chuyện thứ ba đó là chỉ có một cái ý tưởng rất là nhỏ trong cái việc là thay đổi một cái tiêu đề sách thôi, mặc dù là nội dung sách vẫn như vậy. Nhưng mà thay đổi một cái tiêu đề thôi mà cái cuốn sách đó đã bán rất là chạy so với trước đây hay là sao ạ à, ý tưởng của tác giả à, khi mà tác giả à, có cái ý tưởng là sao à, tổng hợp à, tổng hợp những cái à, kết à, những cái thành công những cái kinh nghiệm thành công của những cái người à, giàu có nhất thế giới để mà chia sẻ rộng rãi hơn cho mọi người đó các anh chị à, tất cả nó đều bắt nguồn từ cái ý tưởng từ cái ý định vậy thì ngay bây giờ ngay lúc này à, các anh chị à, hãy viết ra các anh chị hãy viết ra cái ý định của mình đi ạ cái ý cái ý định của các anh chị đi ạ. lúc đầu các anh chị khi uh, đầu tiên các anh chị trong cái uh, để mà chúng ta có thể là sao chúng ta có thể là ứng dụng được những cái điều mà Huyền chia sẻ hôm nay thì các anh chị cần phải có được cái mục tiêu rõ ràng cho uh, bản thân mình nha các anh chị đó và những cái uh, trong cái um khi mà các anh chị viết ra các anh chị viết ra cái mục tiêu của mình ý, thì có thể rằng là các anh chị chưa có một cái ý tưởng nào đâu anh chị chưa biết phải làm gì đâu đúng không ạ có anh chị nào như vậy không ạ các anh chị biết không khi mà Huyền khi mà Huyền uh, viết lên là rằng uh, Huyền sẽ xây dựng một ngôi nhà thì Huyền không biết một con đường nào hết các anh chị lúc đó là do cái thời điểm mà Huyền viết lên là Huyền sẽ xây dựng một ngôi nhà cái mục tiêu mình xây dựng một ngôi nhà thì Huyền nhớ đó là cái quy trình cá chép khóa rồng mà lần đầu tiên Huyền làm Huyền viết ra nhưng mà lúc đó thì Huyền là sao à, Huyền là một bà mẹ bỉm sữa ở nhà trồng à, nuôi anh chị tức là mình không có tạo ra thu nhập gì cả mà cái thu nhập của chồng Huyền lúc đó nó cũng chưa có được cao đó thế nên thế nên là không nói chung là vừa mình mình cái cái thu nhập hàng tháng của chồng về còn chưa đủ để mà mình chi tiêu sinh hoạt trong gia đình hàng ngày đó mặc dù là mình sống rất là à, chất chiêu rất là tiết kiệm đó nhưng mà còn chưa đủ sống nên là huyền không có một cái cách nào hết các anh chị không có một cái cách nào để mà có thể sao à, xây được ngôi nhà nhưng mà các anh chị ạ đây chính là cái bước đầu tiên đó các anh chị anh chị cứ viết ra à, anh chị cứ viết ra cái điều mà các anh chị mong muốn nha các anh chị à, cái cái mục tiêu của các anh chị ấy. và trong cái quá trình chúng ta hành động với các anh chị thì vũ trụ sẽ mang thêm cho chúng ta những cái ý tưởng À, có thể là à, vũ trụ sẽ mang thêm cho chúng ta những cái nguồn lực các anh chị à, có thể là từ một người nào đó có thể à, giúp giúp đỡ chỉ đường cho các anh chị hay là sao anh chị gặp gỡ được một cái cơ hội nào đó giúp anh chị có thể là gia tăng được cái thu nhập của mình à, và các anh chị đạt được cái mục tiêu đó à, có rất là nhiều những cái nguồn lực ở bên ngoài mà chúng ta không thể nào mà chúng ta à, chúng ta nói trước được anh chị chúng ta không thể nào mà à, chúng ta không thể nào biết được những cái nguồn lực của vũ trụ đâu đó, chính vì thế nên là cái công thức này Cái công thức thành công này Thì các anh chị hãy tin tưởng Và cứ ứng dụng theo từng bước Đó, các anh chị nha là Chúng ta hãy cứ ứng dụng và tin tưởng theo từng bước Các anh chị sẽ thấy rằng cái này Các anh chị có một cái bài học mà Huyền học được này Mà Huyền cảm thấy rằng là Nó rất là tuyệt vời các anh chị Đó là các anh chị có thấy không Thông thường ấy Chúng ta là sao, chúng ta cứ mong đợi Rằng là Uh, mình phải uh, biết rõ cái cách làm rồi đúng không ạ? mình biết rõ cách làm rồi, mình biết được rằng là à, cái con đường đi rồi thì mình sao? mình mới làm, mình chờ đợi cái sự hoàn hảo các anh chị, chờ đợi cái sự hoàn hảo ấy. Nhưng mà sao ạ? Uh, nhưng mà thực sự là trong cái quá trình mà chúng ta hành động thì chúng ta mới từng bước từng bước từng bước chúng ta tìm ra được cái con đường các anh chị. Đó, ví dụ như sao ạ? À, ví dụ như là một chiếc xe máy các anh chị. Ở các anh chị ví dụ anh chị đi một chiếc xe máy mà trong một cái đường rất là tối. Rất là tối các anh chị. Đường tối thui á, không có một cái đèn một cái ánh sáng nào hết mà chỉ có ra cái đèn đèn xe máy của các anh chị thôi. Đó mà cái đèn xe máy thì nó chiếu xa được bao bao xa các anh chị? À, các anh nam ạ, đèn xe máy thì chiếu xa được khoảng bao xa các anh chị? Được 200 mét không ạ? đó các anh chị nhưng mà cái đường đoạn đường về nhà anh chị thì nó rất là dài nó rất là dài nhưng mà với cái cái đèn xe máy như vậy thì các anh chị có về được đến nhà không ạ các anh chị có tin tưởng là mình về được đến nhà không các anh chị anh chị có về được đến nhà không ạ à, nếu như ở đây đã có anh chị nào ấy mà mình từng là sao à, đi uh, xe máy trên một đoạn đường rất là tối à, rất là tối không hề có một cái đèn nào khác đó nhưng mà với cái đèn xe máy đó nó chỉ có một nó chỉ chiếu được một đoạn thôi nhưng mà chúng ta vẫn có thể sao đi được đến nhà đó các anh chị có một cái bài học ở đây à, có một cái bài học mà Huyền rút ra được ở đây là rằng à chúng ta hãy cứ đi từng bước một cứ đi từng bước một thôi các anh chị khi mà các anh chị đi được cái bước này rồi đi được cái bước đầu tiên rồi các anh chị sẽ nhìn thấy các anh chị sẽ được ở uh, uh, vũ trụ gửi cho mình những cái ý tưởng hay là nhìn thấy cái con đường mình bước cái bước tiếp theo đó và các anh chị có thấy rằng à với à, ví dụ như cái đèn xe máy với chỉ 200 m như vậy thôi. À, nó chiếu ra xa khoảng 200 m thì các anh chị có thấy rằng là à cứ mình à, đi một đoạn thì nó lại chiếu xa, nó cứ thế nó cứ thế nó cứ, thế, nó cứ nối tiếp nối tiếp nhau đúng không ạ? À, lại thấy cái phía trước, phía trước và nó cứ thế dần 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 chúng ta có thể là về tới nhà. Thì khi trong cái hành trình mà huyền ứng dụng để huyền có thể là có được cái ngôi nhà mơ ước của mình cũng vậy đó các anh chị cũng vậy luôn ạ à. Huyền cứ đi từng bước một thôi. Bây giờ ấy, khi mà Huyền đạt được rồi, ấy, Huyền quay trở lại, Huyền nhìn Huyền mới có được những cái kinh nghiệm như thế này, có được những cái giải pháp như thế này, mình mới thấy cái con đường như thế này và mình chia sẻ cho tất cả mọi người. Còn thì lúc mà Huyền đặt ra mục tiêu, Huyền chưa thấy đâu các anh chị. Và đây là một cái bài học mà rất là lớn đối với Huyền. Bởi vì sao? Ở đây có bao nhiêu trong số các anh chị, các anh chị đã đặt mục tiêu của mình, nhưng mà vì mình không biết mình phải làm như thế nào cả nên là sao ạ? à mình đã trì hoãn, mình đã trì hoãn và mình không có làm. Có anh chị nào đã từng lên mục tiêu, uh, viết ra mục tiêu của mình? Uh, có thể là các anh chị cũng viết ra cái kế hoạch của mình rồi, nhưng mà anh chị không làm. Bởi vì sao ạ? Mình không biết là làm một thế nào cả, mình không biết bắt đầu từ đâu cả. Có không ạ, có đúng không ạ? Và Huyền là một người trước đây các anh chị, Huyền đã là một con người trì hoãn và Huyền đã vì cái sự trì hoãn của mình ấy, mà mình đã bỏ qua rất nhiều cơ hội các anh chị ở trước đây thì khi mà trước khi vào câu lạc bộ ấy thì là Huyền có đi học đào tạo để mà trở thành một huấn luyện viên yoga các anh chị và khi mà Huyền đi học ấy thì học cùng với rất là nhiều những cái anh chị thì lúc nào Huyền cũng được uh, cô giáo uh, khen rằng là Huyền tập động tác rất là đẹp và Huyền nắm bắt kiến thức rất là nhanh các anh chị và động tác thì rất là đẹp và Huyền là một cái nhân tố mà cô giáo rất là kỳ vọng rằng là có thể phát triển được ở trong trong tương lai đó thế nhưng mà sao ạ thế nhưng mà khi mà Huyền mặc dù Huyền được khen rất là nhiều như vậy nhưng mà các anh chị Huyền không có chưa có cái kỹ năng đứng lớp với các anh chị tức là đứng để mà nói với nhiều người như thế này này đó lúc đó Huyền chưa có và sao ạ? Huyền Huyền thấy rằng là à mình đã tập đẹp rồi À, mình biết chỉnh sửa rồi à, mình biết chỉnh sửa dáng mình biết rằng là chỗ này thì phải làm như thế này rồi tuy nhiên rằng là đứng trước mọi người thì huyền chưa có dám chưa có dám đứng thì huyền bắt đầu là à, đợi khi nào mà mình phải tự tin đứng trước mọi người mình nói mình nói và mình, à, mình chia sẻ nó rõng rạc như là cô giáo của mình ấy, thì mình sẽ đứng lớp đó lúc đó huyền mong muốn như thế các anh chị và huyền thích sự hoàn hảo mà mình muốn rằng là à sau mỗi cái buổi tập là sao là người ta phải cảm ơn mình à, người ta phải, à, phải à, nhờ có mình mà à họ tập rất là khỏe mạnh hay là gì đó Huyền rất làm thích cái điều đó nhưng mà các anh chị nhưng mà Huyền không có làm các anh chị Huyền Huyền đợi cái sự hoàn hảo ấy Huyền đợi cái sự hoàn hảo ấy thế cuối cùng là sao à cuối cùng là Huyền cứ chỉ có tập luyện này chỉ có lên giáo án này nhưng mà mình không có thực hành đứng lớp thế là cứ như vậy cứ như vậy dần 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 cuối cùng là huyền không có không có đứng lớp luôn anh chị và huyền cũng không có bén duyên với cái ngành là uh, huấn luyện viên yoga luôn và bao nhiêu những cái uh, thời gian này công sức này và cả tiền bạc mình đổ vào đó thì cuối cùng thì huyền chỉ là một người sao à có những kiến thức yoga và tập được cho chính mình thôi còn chưa bao giờ kiếm được một đồng tiền nào từ cái điều đó các anh chị đó là điển hình của cái sự trì hoãn đó anh chị và Huyền lúc đó Huyền không hiểu được một cái điều rằng là à nếu như ấy mà mình muốn được tự tin trước mọi người ấy, thì mình phải rèn luyện à đó các anh chị đây là một cái bước rất là quan trọng nha mình phải rèn luyện tức là mình phải hành động đó à, mặc dù là mình à, có cái mục tiêu của mình rồi mình có cái kế hoạch của mình rồi nhưng mà mình thiếu cái bước rèn luyện thiếu cái bước hành động như thế này ấy thì mình sẽ không có không có đạt được và lúc đó Huyền Huyền nghĩ rằng là à, à mình cứ cứ chờ đợi cái sự hoàn hảo như vậy mình mới làm ấy và mình cứ đợi rằng là khi nào mình tự tin thì mình mới chia mới đứng lớp tự tin chia sẻ với mọi người thì mình mới đứng lớp ấy nó bị ngược các anh chị nó bị ngược ạ ở đây có anh chị nào giống như Huyền không ạ mình đợi là mình phải hoàn hảo rồi thì mình mới làm nhưng mà các anh chị cần phải hiểu một cái điều đó là một cái quy luật đó, các anh chị làm các anh chị hành động nó mới hướng tới cái sự hoàn hảo được đó chúng ta phải rèn luyện mỗi ngày thì nó mới hướng tới được cái sự hoàn hảo các anh chị bây giờ anh chị học được một cái uh, một cái uh, uh, có rất nhiều anh chị để sao anh chị học được những cái bài học như thế này Uh, anh chị uh, rất là thích là sao uh, rất là thích uh, cảm thấy rất là giá trị ấy. và các anh chị muốn chia sẻ cho mọi người muốn rằng là à, muốn rằng là có nhiều người biết tới cái kiến thức này bởi vì các anh chị tin tưởng là, là khi mà mọi người biết đến kiến thức này thì mọi người sẽ có cái sự thay đổi trong cuộc sống thế nhưng mà sao ạ à, chúng ta đợi là sao đợi phải khi nào mà tôi phải có kết quả thật lớn thì tôi mới chia sẻ đó các anh chị đấy cũng là một cái điển hình của việc là sao mình trì hoãn đó các anh chị uh, mình cứ đợi đấy mà các anh chị hãy nhớ nha hãy hãy nhớ một cái quy một cái quy luật đó là sao chúng ta đừng đợi cái sự hoàn hảo của chúng ta mới làm mà chúng ta phải làm thì nó mới hướng tới cái sự hoàn hảo đó các anh chị và đây và khi mà Huyền rất may là khi mà Huyền biết tới câu lạc bộ Huyền biết tới được cái cái điều này các anh chị một cái bí kíp như thế này một cái một cái chân lý như thế này các anh chị thì khi mà Huyền có cái cái mục tiêu là Huyền xây ngôi nhà ấy, thì huyền sao bắt đầu đấy là cái ý tưởng của mình đúng không ạ là bắt đầu huyền cũng xây dựng huyền nuôi dưỡng nó mỗi ngày huyền nuôi dưỡng nó mỗi ngày và trong cái hành trình mà huyền nuôi dưỡng cái ý tưởng đó huyền liên tục là học tập phát triển bản thân và học những cái người mà họ đã làm được rồi các anh chị ở trong câu lạc bộ không chỉ có huyền đâu mà có rất rất nhiều tấm gương đã có thể là sở hữu được ngôi nhà mơ ước của mình có những anh chị thậm chí họ còn sở hữu ngôi nhà chỉ trong vòng 6 tháng thôi các anh chị đó thì họ có bí kíp gì họ làm gì Huyền làm theo cái đó đó là hành động anh chị và khi mà Huyền uh, lúc đầu mình chưa biết hành động như thế nào đúng không ạ mình học từ người thành công đó Huyền tin tưởng Huyền biết rằng là có rất nhiều anh chị luôn đặt mục tiêu ra nhưng mình không biết làm gì không biết bắt đầu từ đâu thì lúc thời điểm đó Huyền cũng vậy thôi nhưng mà Huyền sao học từ những cái người mà cũng cũng ứng dụng được cái ngôi nhà đó nhiều lắm anh chị họ họ làm gì Huyền làm theo À, họ là họ nói rằng là họ làm cái này Huyền cũng làm theo làm cái kia Huyền cũng làm theo thói quen của họ như thế nào tư duy của họ như thế nào Huyền cũng học hỏi để Huyền làm theo và dần dần ngay chị dần dần mình được hé mở hé mở dần cũng giống như việc mình đi xe máy vậy á à, nếu như mà mình mình chỉ nhìn một đoạn ở phía trước thôi à mình vẫn có thể đi được đúng không Huyền đi Huyền đi như vậy xong rồi nó lại cứ chiếu tiếp theo tiếp theo tiếp theo tiếp theo và dần dần chỉ sau có hơn một năm thôi là Huyền đã có thể là đạt được cái cái mục tiêu đó của mình rồi và nếu như mà cái thời điểm mà Huyền viết ra cái mục tiêu đó thì đúng chỉ có một năm thôi anh chị một năm thôi đó và Huyền Huyền biết rằng là khi mà các anh chị viết ra có thể là bản thân mình đầu tiên còn không có tin đâu anh chị có thể mình còn không tin đấy đúng không ạ có anh chị nào như vậy không ạ viết ra nhưng mà cái tiếng nói nhỏ ở trong đầu mình nó nói rằng là sao không làm được đâu đúng không ạ không làm được đâu làm sao mà làm được làm sao mà xây được cái ngôi nhà tiền ăn còn chưa đủ làm sao mà đòi nghĩ đến cái chuyện là xây nhà đó tiếng nói nhỏ rất là nhiều các anh chị nhưng mà các anh chị phải biết được rằng là này ạ à, các anh chị cần phải biết được rằng là à chúng ta phải làm phải đánh đánh bỏ đi loại bỏ đi cái tiếng nói nhỏ đó của mình đúng không ạ đó tiếng nói nhỏ có rất nhiều nhưng ta phải trung thành đúng không ạ phải trung thành phải kiên trì phải xác quyết với cái mục tiêu của mình và chúng ta chỉ có một hình ảnh thôi. Một hình ảnh thôi cái kết quả cuối cùng mà mình mong muốn thôi. Còn những cái tiếng nói nhỏ các anh chị phải học cách làm sao? Búng nó đi ạ. À. Học cách búng nó đi ạ. À. Và cái cách để mà Huyền có thể búng được những cái tiếng nói nhỏ đó là gì? À đó là Huyền cứ đồng hành học zoom đều đặn như thế này để các anh chị. À khi mà mỗi khi mà mình có một cái tiếng nói nhỏ gì nó nói có thể bản thân mình lúc đó nhé huyền chưa có đủ tư duy và cũng chưa có đủ nội lực để mà huyền tự mình uh, đúng nó đi đâu thế nhưng mà khi mà vào trong Zoom nghe chủ tịch trịnh huy nghe các doanh nhân hay là nghe những cái anh chị chia sẻ thành công ấy mình lại được dội vào thêm một cái niềm tin à từ đó cái tiếng nói nhỏ nó được tự gạt ra đó các anh chị chúng ta phải mượn ấy. nếu như anh chị nào mà mới anh chị nào mà mới vào anh chị chưa có đủ cái uh, cái nội lực để bản thân mình tự đúng được những cái tiếng nói nhỏ đi ấy thì các anh chị hãy mượn cái môi trường câu lạc bộ này đó để chúng ta xóa nó đi búng nó đi đó là cái cách mà Huyền đã làm nha các anh chị đó và các anh chị uh, cũng uh, các anh chị uh, để mà chúng trong cái cuốn sách này này các anh chị chia sẻ rất là rõ cái bí kíp để mà chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức để chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức uh, cái ốc tưởng tượng sáng tạo ấy anh chị cái ốc tưởng tượng sáng tạo ấy À, ở trong sách ghi là óc tưởng tượng sáng tạo đúng không ạ? cho trong câu lạc bộ của chúng ta thường dùng cái từ đó là tiềm thức. Tiềm thức các anh chị. Và các anh chị biết không? À, cái tiềm thức của mình ấy, óc tưởng tượng sáng tạo này mình chỉ có thể có được nó nha. Chỉ có thể có được nó khi mà mình có cái sự khiêm nhường như vậy anh chị. Khi mà mình có được cái sự khiêm nhường ấy. Bởi vì sao? Ở huyền phân tích cho các anh chị nha. Bởi vì rất nhiều người ấy, họ uh, họ họ nghĩ rằng là họ giỏi họ nghĩ rằng là những cái người mà tôi biết rồi ấy, à nói cái gì mà cũng nói rằng là cái đó tôi biết rồi đó tôi biết rồi à bạn hay làm cái điều này đi cái điều này nó rất là tuyệt vời tôi biết rồi à tôi còn biết cái điều này trước cả bạn cơ đó tôi biết cái điều này rất là nhiều năm rồi đó có rất là nhiều người họ nói như vậy các anh chị tôi biết rồi nhưng mà các anh chị phải biết rằng này à, khi mà mình cái lúc mà cái thời khắc ấy mà mình nói rằng là tôi biết rồi ấy, thì họ nghĩ rằng là sao họ giỏi họ đủ và họ chỉ cần sử dụng cần vận dụng cái cái số kiến thức đó của mình thôi là đủ đúng không ạ họ không có học thêm họ không có tiếp nạp thêm những cái kiến thức khác thì có phải là lúc đó là cái lúc mà mình dừng phát triển rồi đúng không ạ và họ nói rằng là tôi biết rồi và họ cứ thế họ bay vào họ làm thôi họ bay vào họ làm thôi và họ làm làm làm, làm dựa trên cái sao cái điều mà họ biết đó chính là cái ý thức các anh chị đó chính là cái ý thức và nếu như ai mà nói rằng là à, tôi biết rồi tôi biết rồi là cái thời cái thời khắc mà họ nói tôi biết rồi là cái thời khắc mà họ rời xa cái sự tưởng tượng sáng tạo của mình rời xa cái sự tưởng tượng sáng tạo của mình tức là sao không dùng tiềm thức đấy, mà chỉ dùng ý thức đấy đó câu là bộ mình hay sử dụng cái điều đó đó là sao à, chỉ có là lao vào làm thôi làm bằng cái ý thức của mình à, và chăm chỉ chăm chỉ làm việc chăm chỉ làm việc Ờ, bao nhiêu trong số các anh chị ở đây các anh chị đã thấy nhà, bạn bè người thân hay là đồng nghiệp hay của mình mà làm cày ngày cày đêm nhưng mà vẫn không có tạo ra được nhiều tiền đúng không? vẫn không có được cái sự hạnh phúc không anh chị mà có thể là chính bản thân các anh chị luôn đúng không ạ các anh chị đã bao giờ là sao mình làm gọi là cày ngày cày đêm luôn làm thực sự là làm rất là chăm chỉ rất là vất vả nhưng mà cái kết quả mình tạo ra thì sao hôm trước có một cái người chị chị uh, uh, Huyền đợt trước Huyền cũng đã có hướng dẫn chị rồi và chị lúc đó chị uh, cũng đang học cùng câu lạc bộ nhưng mà chị lại uh, không học nữa và chị uh, dừng lại để kinh doanh uh, may mặc anh chị may mặc và chị cứ nghĩ rằng là uh, mình uh, mình uh, mẹ của chị rất là ủng hộ chị kinh doanh uh, nhưng mà lúc đó thì Huyền cũng có chia sẻ một số những cái Uh, xu hướng các thứ để cho chị ý có thể lựa chọn lại nhưng mà chị không chị quyết định là kinh doanh gì đó và sau một vài tháng thì chị có chị có nhắn cho Huyền mà chị nói rằng là chị cày ngày cày đêm nhưng mà lương không bằng cái thu nhập cuối cùng mình chị, mình trả cho công nhân xong rồi ấy. cuối cùng mình thu được không bằng cái đứa công nhân luôn đó vào trong cái thời điểm mà chị ý nhắn tin cho Huyền là cái thời điểm chị ý không thể chịu được nữa bởi vì cái tháng đó các anh chị À, chị ý bảo là chị làm ngày làm đêm mà cuối cùng chị không dư ra được một đồng nào để trả cho mình. Không dư ra được một đồng nào luôn. À, trước đó thì còn sao ạ? Lương không bằng người công nhân đúng không ạ? Thế nhưng mà cái tháng cuối cùng là không có một đồng nào cho mình. Thế là sao ạ? chị ý quyết định là chị dừng luôn, dừng ngang luôn vì chị không thể chịu được nữa các anh chị. Đó, và ở trong đó cũng là một cái tấm gương nha các anh chị. Và ở trong trong cuốn sách này thì tác giả cũng có nói là sao ạ? Nếu bạn là một trong những người tin rằng chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và trung thực là có thể trở nên giàu có thì bạn nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Từ bỏ đi ạ. Nó hoàn toàn không đúng. Tiền bạc chỉ đến với số lượng lớn. Không bao... tiền bạc khi đến với số lượng lớn không bao giờ là kết quả của việc lao động chăm chỉ ở đây không phải là chúng ta không tôn thờ không 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 phải lao động chăm chỉ nhưng nó không phải là đến chỉ đến từ việc lao động chăm chỉ đúng không ạ đó và nếu anh chị nào mà vẫn đang có cái cái suy nghĩ này thì các anh chị hãy tác giả nói là hãy từ bỏ nó đi đây là một cuốn sách là sao ạ cuốn sách này là cuốn cuốn sách là nguyên tắc làm giàu của anh chị và được đã giúp đỡ được rất là nhiều người rồi và ở đây trong cái cuốn sách này nói rằng là sao ạ à nếu bạn nghĩ rằng là làm việc chăm chỉ và trung thực thì có thể trở nên giàu có thì bạn hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi. thì các anh chị nghĩ rằng các anh chị thử nghĩ xem mình có nên từ bỏ không ạ? đó các anh chị và các anh chị biết không ạ? nếu như những cái người mà lao động chăm chỉ, vất à, lao động chăm chỉ, trung thực mà có thể trở nên giàu có thì các anh chị thấy không? người nông dân họ đã giàu rất giàu có rồi. bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý rằng là người nông dân ấy họ rất là chăm chỉ, đúng không ạ? và họ rất là trung thực. Nhưng mà mấy ai giàu các anh chị? Mấy ai giàu các anh chị? Đó, đó là thực tế nha các anh chị nha. À, tự, sách uh, sách uh, các um, tác giả đã nói như vậy rồi. Một cuốn sách mà uh, đây là uh, kinh nghiệm, đây là trải nghiệm, đây là kiến thức tư duy của hàng uh, mấy trăm, hơn 500 đúng không ạ? Hơn 500 triệu phú tỷ phú trên thế giới, những người tốt đầu trên thế giới luôn các anh chị. Và tác giả tổng hợp lại và không chỉ là tổng hợp lại một cái cuốn sách này còn đã giúp đỡ rất nhiều người có cái cuộc sống giàu có rồi. Đó, và tác giả nói như vậy. Và trên thực tế các anh chị cũng thấy rằng là ví dụ như người nông dân hay người công nhân làm rất là vất vả, rất là chăm chỉ và họ thường là những cái người rất là trung thực. Nhưng mà phần đa là sao? Không giàu. Đúng không ạ? Vậy thì các anh chị ngày hôm nay các anh chị đã vứt bỏ cái niềm tin này đi chưa ạ? Vứt bỏ niềm tin này đi chưa các anh chị? Đó, vậy thì chúng ta phải thay thế bằng cái gì? À, chúng ta phải thay thế bằng cái gì các anh chị à, chúng ta phải thay thế bằng những cái tư duy ấy mà hỗ trợ cho chúng ta thành công các anh chị trong câu lạc bộ được chia sẻ rất là nhiều đúng không ạ đúng không anh chị đó còn cái việc mà à, chúng ta rất nhiều công việc các anh chị họ làm rất là nhàn nhã rất là thành thơi mà họ vẫn có thể kiếm được nhiều tiền đó, chứ không phải là tiền bạc không phải đến từ sự chăm chỉ à, hay là trong cái à, trong cái bốn cái, cái ví dụ ở trong cuốn sách này chúng ta cũng thấy đúng không ạ đúng không ạ đúng không anh chị à Huyền thấy nhận thấy rằng là tất cả ở trong này họ đều là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức hết các anh chị đều là sao à hình dung tưởng tượng à, đều là có sử dụng cái óc sáng tạo à, à, cái óc nó tưởng tượng sáng tạo đúng không ạ nó chính là tiềm thức với anh chị đó và à, nếu như mà ở đây có anh chị nào mà gặp cái trường hợp giống như Huyền trước đây đó là sao? mình tưởng tượng nhưng mình không có thấy gì mình tưởng tượng nhưng mà mình không có thấy cái hình ảnh gì ấy. chưa nói đến cảm xúc nha, mình chưa nói đến cảm xúc đâu. Mà à, khi mà chúng ta hình dung tưởng tượng, à, các anh chị đều biết rằng là à, chúng ta cần phải rõ ràng cái hình ảnh của mình đúng không ạ? Và kèm theo cảm xúc. Nhưng mà lúc đầu ấy Huyền còn không tưởng tượng được ra đúng không anh chị? Có anh chị nào gặp phải giống như Huyền ạ? Mình không tưởng tượng ra được cái mục tiêu của mình ấy, chưa có hình ảnh luôn ý Đó thì đây là cái cách mà Huyền làm này các anh chị. Đây là cách Huyền làm này đó là này à, các anh chị cứ uh, khi mà các anh chị tưởng tượng mà không thấy gì thì trong đây là đầu tiên các anh chị cần phải nhận diện đây là một chuyện rất là bình thường bởi vì sao ạ trong sách tác giả còn nói đến mà đúng không ạ trong sách tác giả còn nói đến là à, nếu như mà bạn uh, tưởng tượng ấy bạn tưởng tượng ấy mà bạn chưa có tưởng tượng được ấy thì không sao cả việc của bạn là luyện tập thôi đúng không ạ luyện tập cái gì cũng có thể luyện tập và ngay cả cái sự tưởng tượng cũng là luyện tập nếu như bây giờ các anh chị thấy rằng là à, mình tưởng tượng nhưng mà nó tối đen nên mình không có một cái hình ảnh gì cả thì à không sao cả việc của anh chị là anh chị cần có thời gian và sự luyện tập đúng không ạ đó đầu tiên các anh chị để mà có thể trong cái quá trình luyện tập này đầu tiên ấy, khi mà anh chị tưởng tượng cái mục tiêu của mình ấy, anh chị chưa thấy gì thì anh chị hãy in ra cái hình ảnh in ra hình ảnh mà hình ảnh phải có màu sắc nha các anh chị đó ví dụ như Huyền à cái lúc mà làm quy trình ấy thì Huyền chỉ biết ra là Huyền có một cái ngôi nhà uh, thì Huyền thích rằng là cái nhà hai tầng thôi bởi vì là Huyền không thích leo cầu thang nhiều nên là Huyền nghĩ là chỉ cần hai tầng thôi và Huyền thích màu trắng bởi vì sao cái nhà cũ của Huyền lúc đấy nó tối lắm các anh chị nó rất là tối nó không có ánh sáng tự nhiên và lúc nào cũng kiểu phải bật đèn lên các anh chị như con gà công nghiệp vậy ạ đó nên ý là Huyền rất thích rằng là một ngôi nhà màu trắng để nó sáng bừng lên nên là Huyền chỉ biết là một ngôi nhà màu trắng hai tầng nhưng Huyền không hề có một cái hình ảnh nào hết các anh chị từ trước giờ mình có đâu quan tâm đến nhà cửa đâu mình cũng uh, không có ghim một cái một cái gọi là một cái ngôi nhà nào mà mình thích cả đó thế nhưng mà sao đến lúc mà Huyền viết ra rồi ấy, thì Huyền sẽ à, đi lên mạng để tìm Huyền tìm một ngôi nhà Huyền uh, mình tìm một cái ngôi nhà màu trắng hai tầng đó và các anh chị biết không đây đây này đây, đây là cái khúc mà mình huyền đi từng bước một này đó là sao ạ à, huyền nhìn mãi nhưng huyền chả ưng cái ngôi nhà nào hết anh chị bởi vì mình cũng có cảm xúc mình cũng chả biết là mình bao giờ mình mới làm được đấy đó nên là à, huyền cũng chưa có ưng một cái ngôi nhà nào thực sự mà, mà nhìn thấy là mình đã thấy thích ngay đâu thế nhưng mà sao ạ chả nhẽ mình lại cứ đợi mình cứ tìm mãi tìm mãi không không thấy thì mình sẽ không có hình ảnh hay sao thế là huyền mới à À, một cái ngôi nhà mà cũng đáp ứng những cái một số những cái yêu cầu của mình ấy thì Huyền in ra, Huyền in ra các anh chị, đó, và Huyền in ra và có hình ảnh, có màu sắc nha, có hình ảnh màu sắc và Huyền ghi lên đấy cái thời gian, cái thời gian mà Huyền Huyền đạt được ấy, đó, Huyền dán lên bảng tầm nhìn của mình, Huyền dán lên bảng tầm nhìn của mình và các anh chị biết không, à, sau đó trong cái trình quá trình mà Huyền hành động ấy, thì có những cái ngôi nhà mà Huyền cảm thấy thích hơn ấy Huyền cảm thấy thích hơn ấy À, Huyền cảm thấy rằng là Huyền um, yêu cái ngôi nhà đấy hơn ấy. Có nhiều cái chi tiết mà Huyền thích hơn ấy. Thì Huyền lại in ra các anh chị Đó là cái Huyền, cái là Huyền đi từng bước từng bước đấy à, Thay vì là sao Nếu như mà trước đây Nếu như mà là con người trước đây của Huyền ấy Trì hoãn ấy, muốn hoàn hảo ấy Thì khi nào mình phải tìm được một ngôi nhà mà Mình nhìn cái là mình đã kết luôn ấy Và mình mình có cái niềm tin là mình làm được ấy Thì sao ạ? Thì Huyền mới in Thế nhưng mà cái lúc đó là sao? À, hoàn thành hơn hoàn hảo Mình cứ in ra đã Ở Cái ngôi nhà này cũng đáp ứng được một số yêu cầu rồi thêm mình cứ in ra. xong dần dần sau Huyền cũng có thể là trong cái sổ ước mơ vì Huyền làm về sau ấy thì thì uh, có cả Huyền đăng Zalo này, Zalo chỉ mình, chỉ mình tôi này là bảng tầm nhìn này. Đó xong thì cái ngôi nhà mà ở trong cuốn sổ ước mơ của Huyền ấy, ở ngày hôm nay thì Huyền ở nhà ông bà ngoại nên là Huyền không có ở đây để chị nhìn cho các anh chị xem. thì cái ngôi nhà đó là cái ngôi nhà mà nó nó gần giống nhất so với cái ngôi nhà hiện tại của Huyền. đó các anh chị, không sao đâu mình cứ đi từng bước một đúng không ạ? cứ đi từng bước một thôi và các anh chị uh, mỗi ngày ấy, khi mà chúng ta in ra rồi nha mỗi ngày mình nhìn ngắm nó các anh chị nhìn ngắm từng cái chi tiết của nó nhìn ngắm từng cái chi tiết của nó và khi mà Huyền uh, thời gian đầu ấy thì thì Huyền còn chưa dám công khai đâu các anh chị Huyền dán ở chỗ mà mình Huyền nhìn thấy thôi cái bảng tầm nhìn chỗ mình Huyền nhìn thấy thôi nhưng mà một cái thời gian sau ấy khi mà chồng đã ok rồi chồng cũng đã đồng tình ủng hộ rồi thì sao ạ? thì Huyền dán ở cái chỗ mà trong phòng ngủ của Huyền ấy hàng ngày Huyền nói chuyện với con đấy, ngôi nhà này chỗ này sẽ là phòng của con này, đó, à, đó, đây là nhà, đây là nhà của ai, đây là nhà của à, của nhà mình đây, đấy kiểu kiểu như thế các anh chị nhìn nó mỗi ngày và nói nói chuyện như thế để mình có cái cảm xúc ấy, đó thì à, nếu như ấy, cái thời điểm đầu mà các anh chị chưa rõ cái hình dung cái hình ảnh đó, các anh chị nhắm mắt lại các anh chị cảm thấy tối đen ấy, các anh chị không có hình dung ra được ấy, thì các anh chị có thể mở mắt ra nha mở mắt ra nhìn hình các anh chị nhìn hình ảnh và các anh chị thấy đấy ở trong tác giả cũng nói rằng là cái gì mà mình uh, mình tập luyện nhiều ấy thì nó sẽ sẽ to ra đúng không ạ ngay cả cái ví dụ như các anh chị đi tập thể dục các anh chị thấy là cơ bắp của mình ấy chỗ nào mà mình tập nhiều thì nó cơ nó sẽ to ra đúng không ạ đó chỗ nào mình uh, luyện tập nhiều thì nó sẽ phát triển chỗ nào mình luyện tập nhiều nó sẽ phát triển đó thì khi mà mình nhìn nhiều vào cái 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 cái, cái mục tiêu của mình À, mình cứ à, hàng ngày mình nhìn ra mình nhìn ấy. đó thì rồi dần dần các anh chị sẽ có nó trong trong đầu có hình ảnh của nó trong đầu và khi mà các anh chị đã có hình ảnh các anh chị có thể là rèn luyện tùy từng anh chị nha có thể là một tuần hai tuần hoặc ba tuần hay một tháng gì đó sau khi các anh chị mà có cái cái hình ảnh ở trong uh, mục tiêu ở trong đầu ấy thì lúc đó các anh chị có thể là nhắm mắt lại đó nhắm mắt lại để à sao à, tập trung hơn vào cái bên trong của mình hết anh chị đó thì các anh chị nha ở chỗ này các anh chị cứ kiên trì chỉ kiên trì rèn luyện lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại là mẹ của các kỹ năng và có những có anh những anh chị ở lúc đầu ấy thì Huyền nhiều khi Huyền cũng bị lung lay lắm bởi vì sao mình chưa có làm được cái điều đó bao giờ nên là mình chỉ nghe nghe các anh chị trong Zoom nói thôi, nghe các anh chị trong Zoom nói là cứ hình dung tưởng tượng cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại nhưng mà bản thân Huyền trước đây sống theo ý thức rất là nhiều nói chung mình không biết đến tiềm thức luôn nên mình chỉ số bằng ý thức thôi nên là mình chưa lại có một cái điều gì về tiềm thức cả nên là mình mình chưa có tin mình chưa có tin ngay anh chị à, nên là mình làm nó lúc đầu ấy thì cũng làm cũng dập dìu lắm dập dìu lắm lúc làm lúc không thôi lúc nào nhắc thì mọi người nhắc ấy, được truyền cảm hứng thì làm nhưng cái lúc mà lâu lâu rồi quên rồi thôi không làm nữa thế nhưng mà sao anh chị khi mà mình biết được rằng là cái sự khao khát của mình nó lớn ấy mình cứ tìm đường ấy anh chị đấy à, vũ trụ cứ hàng ngày vũ trụ lại cứ cho những cái ý tưởng ý tưởng ý tưởng ấy thì đến lúc là sao à Huyền cứ ứng dụng vào những cái nhỏ nhỏ ấy, anh chị đó ứng dụng vào những cái nhỏ nhỏ Huyền thấy rằng là ạ à, được Huyền đạt được đó thì Huyền mới tin vào những cái lớn này anh chị đó anh chị thấy uh, đây chính là những cái cái mà Huyền đã trải qua đó những cái kinh nghiệm Huyền đã trải qua đó và cũng có có một cái uh, ở trong uh, cuốn sách này này những cái ví dụ ấy nói ra các tác giả chia sẻ ấy, thì Huyền cũng rút ra được một cái bài học vô cùng quan trọng khi mà mình sử dụng tiềm thức các anh chị à, mình sử dụng tiềm thức ấy. À, có bao nhiêu trong số các anh chị ở đây các anh chị nói rằng là à, chị à, cầu nguyện rồi chị làm rất nhiều cầu nguyện rồi viết mục tiêu rồi nghe thôi miên rồi hình dung tưởng tượng rồi hàng ngày tuyên bố mục tiêu rồi nhưng mà các anh chị vẫn chưa có kết quả có anh chị nào như vậy không ạ có anh chị nào như vậy không có anh chị nào mà? làm rất là tốt những cái những cái bước mà trong câu lạc bộ chia sẻ nha viết mục tiêu đầu tháng viết mục tiêu rồi uh, viết ra bức tranh rồi hình dung tưởng tượng rồi làm thôi miên rồi nghe thôi miên rồi đó và sao uh, cầu nguyện rồi ra quyết định dắt bụng phép màu rồi làm tất cả mọi thứ nhưng mà mình vẫn không có tạo ra kết quả có không ạ thì các anh chị biết không nó bởi tại sao mà người khác tạo ra kết quả mà mình không tạo ra kết quả bởi vì có cái mà mình chưa biết đó chính là các anh chị chúng ta cần phải có cái bước hành động các anh chị cần phải có cái bước hành động ấy các anh chị xem lại xem mình đã có cái hành động gì chưa nếu như các anh chị đã làm hết cả những cái bước mà Huyền vừa mới nói rồi nhưng mà các anh chị chưa có kết quả là xem xem lại hành động của mình à mình đã hành động chưa hành động của mình là gì nó có phải là hành động mới chưa nếu như mà chúng ta chỉ cứ làm theo những cái kết quả những cái hành động cũ ấy thì làm sao mà có kết quả mới được đúng không ạ đúng không ạ nên là mình phải à hành động à, theo à, những cái cái mới hành động mới hành động theo cái kế hoạch của mình nhé anh chị đó và à, ở trong cái cái nhất là cái câu chuyện à, một triệu đô la anh chị anh chị thấy rằng là cái cái ông ấy ông ấy cũng đã suy nghĩ chăn trở làm sao để tìm ra cái cách làm sao để có thể trở nên giàu có trở nên giàu có ông ấy suy nghĩ mít hai năm không ra không ra một cái cách nào để có thể là sao ạ kiếm được một triệu đô đúng không ạ bao nhiêu trong số các anh chị ở đây các anh chị cũng à, gọi là vắt óc suy nghĩ những cái cách để mà có thể trở nên giàu có à, ngày trước không ạ ngày trước huyền cũng phải ngồi vắt óc suy nghĩ xem nào mình mình có cái ý tưởng gì không hay là mình có biết cách làm nào không để mình có thể trở nên giàu có. Đó các anh chị. Thế nhưng mà sao ạ? À, mình không có hành động. À, và trong cái câu chuyện đó thì sao? À, cái ông ấy cũng vậy đúng không ạ? Khi mà ông ấy ra quyết định rằng là sao? Trong vòng một tuần. Có thời gian. Có thời gian cụ thể nhỉ? trong vòng một tuần. Và ông ấy lên kế hoạch. Đúng không ạ? Ông ấy lên kế hoạch là ông ấy sẽ có một cái bài uh, thuyết trình uh, trước những cái người... Uh, Uh, doanh nghiệp ở trong đó sau sau đó thì sao ạ? À, để kêu gọi cái sự đầu tư đúng không ạ đó thì đó là một cái kế hoạch rồi có cái kế hoạch rồi và sao ạ? ông ấy hành động đúng không ạ ông ấy hành động theo kế hoạch đó là ông ấy đứng lên ông ấy thuyết trình và kết quả cuối cùng là gì ạ là ông ấy đã có được một triệu đô la vậy thì các anh chị nếu như các anh chị đã làm rất tốt cái việc là sao à uh, cầu nguyện đặt mục tiêu rồi thì làm bức tranh tầm nhìn tất cả mọi thứ rất là rõ ràng rồi mà các anh chị chưa đạt được kết quả thì hãy xem lại hành động của mình. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Xem lại hành động của mình. Không không bao giờ có chuyện là sao ạ? Hình dung tưởng tượng mà không có kế hoạch, không có hành động mà nó lại đạt được đâu anh chị. Đừng mong chờ rằng là à, có một cái đấm tối cao nào đó độ mình. À, mình chỉ cần việc nghĩ thôi, mình chỉ cần nghĩ thôi. Và đây cũng là một cái hiểu lầm của rất nhiều anh chị khi mà ứng dụng luật hấp dẫn các anh chị. Họ viết ra rất nhiều, họ hình dung tưởng tượng các thứ rất là nhiều nhưng mà họ không có đạt được. Là vì họ thiếu cái bước hành động này các anh chị. Thiếu bước hành động này ạ. À. Và lúc nãy mình cũng nói rồi à, các anh chị. Nếu như mình chưa biết hành động như thế nào ấy, học cái người mà đã làm được rồi các anh chị. Trong câu lạc bộ các anh chị có thấy cả một kho, đúng không ạ? Một kho tàng, một kho báu để các những cái hành động để các anh chị có thể Học được, đúng không ạ? À, rất nhiều người đã đạt được cái thành công mà các anh chị mong muốn rồi Nên là các anh chị hãy học Học từ họ các anh chị Cũng như Huyền đây, Huyền học từ những cái anh chị mà đã có được ngôi nhà ấy. Họ dán giấy Họ dán ảnh Các thứ Huyền làm hết các anh chị Đó, và sao ạ? Phát triển, cái quan trọng là sao ạ? Tìm cái hướng là sao? À, phát triển cái dòng thu nhập của mình Huyền cũng làm theo các anh chị Huyền cũng tìm, mà lúc đầu Huyền cũng không biết Là mình làm bằng cách nào đâu nha nhưng rồi dần dần thì ra à với cái điều đó từng bước từng bước một các anh chị lúc đó là sao lúc mà Huyền viết ra cái câu chuyện à cái cái bức tranh đó ấy, thì là Huyền còn làm mẹ bỉm sữa mà không có thu nhập đâu mà rất sợ kinh doanh nha các anh chị bởi vì thời cái điểm đó là trước đó Huyền kinh doanh rất là nhiều rồi nhưng mà Huyền không có thành công ấy, nên là Huyền rất là sợ kinh doanh thế nhưng mà sao à cứ như vậy như vậy à cứ nuôi dưỡng nuôi dưỡng cái ý tưởng đó ấy, và trung thành với ý tưởng đó ấy. thì dần dần Huyền đã tìm được một cái cơ hội để mà Huyền có thể uh, tạo ra một cái dòng thu nhập lớn hơn trước so rất là nhiều và như vậy thì huyền mới có cái sự tích lũy để mà xây dựng được cái ngôi nhà các anh chị đi từng bước một đấy rất là hay đúng không ạ các anh chị có thấy tuyệt vời không ạ đừng đợi hoàn hảo mới làm nha đó và bây giờ thì huyền sẽ tổng kết lại cho các anh chị một lần nữa những cái bước để mà mình có thể là sao có thể liên kết được với data tổng của vũ trụ ấy có thể sử dụng cái ốc tưởng tượng của mình các anh chị và tạo ra cái kết quả thực sự đúng không ạ À, bước đầu tiên nha các anh chị đó là các anh chị cần phải biết rõ được cái kết quả cuối cùng mà mình mong muốn kết quả cuối cùng mình mong muốn nha các anh chị đây rất là quan trọng luôn nhiều anh chị ra muốn muốn như thế này nhưng mà các anh chị lại à, các anh chị lại cứ hình dung tưởng tượng nghĩ tới một cái kết cục khác đó nhưng mà đầu tiên là các anh chị biết rõ kết quả cuối cùng mà mình mong muốn và trung thành với cái kết quả đó các anh chị khi mà các anh chị đặt ra cái mục tiêu ấy thì sẽ uh, bên ngoài ấy, bên ngoài cũng có rất là nhiều người nói để làm sao mình lung lay mục tiêu ấy. Ví dụ như Huyền cái lúc mà Huyền nói là Huyền xây nhà các anh chị đầu tiên là chồng của Huyền, chồng của Huyền gọi là tạt cho một gáo nước lạnh luôn. Nói em bị làm sao? Ấy. Đây đây là Huyền còn nói giảm nói tránh nha còn nói hơn những cái từ mà những anh chị nào mà uh, thân thiết với Huyền thì Huyền cần chia sẻ thật sự hơn ấy Tức là em bị làm sao, ấy, em bị bỏ bùa cái thứ ấy đó bây giờ làm sao mà có tiền đó nhưng mà sao nhưng mà huyền vẫn vẫn trung thành vẫn trung thành với cái mục tiêu đó và sao ạ à, ví dụ như huyền cũng nói với một người chị các anh chị một một người chị họ ấy, thì chị ấy nói rằng là chị ấy bắt đầu chia sẻ câu chuyện chị ấy bảo là đừng có làm nhà cái lúc này đó rồi á à, chưa có tiền mà làm nhà là à, rồi phải trả nợ cả đời đấy biết bao nhiêu người bắt đầu kể chuyện các anh chị có rất là nhiều tấm gương luôn ạ xây nhà xong mà và cả đời đi trả nợ trả nợ bắt, bắt, bắt cả hơn chục năm rồi mà vẫn chưa trả nợ xong đó hay là sao ạ hay là chị nói rằng là À bây giờ ấy, có tiền kiếm được ấy thì phải để mà nuôi con nuôi con đi bởi vì sau này nó bọn nó còn đi học thêm này bây giờ con em nó còn nhỏ em chưa phải chi nhiều nhưng mà sau này em còn để thêm đứa thứ hai à, rồi nó đi học thêm rồi bắt đầu chị kể câu chuyện của chị à, đi học thêm ngày thì nọ thế kia bắt đầu là kể ra những cái mà cản trở mình ấy anh chị à, một cái viễn cảnh để cản trở mình ấy thế nhưng mà lúc đó thì huyền sau khi Huyền làm được quy trình cái chép hoa rồng mà trong đầu mình chỉ có cái niềm tin là tôi làm được thôi nên lúc đó Huyền cũng chưa có cách gì đâu Huyền Huyền cảm nhận được là lúc đó chị nghĩ rằng là à, ở nhà bây giờ tiền ăn còn hay à, không không có đủ mà bây giờ muốn xây nhà ở chị vẽ cho những cái viễn cảnh, cảnh còn rất nhiều người nữa các anh chị và trong đầu mình thỉnh thoảng cũng có những cái tiếng nói nhỏ làm cách nào đây nghi ngờ các anh chị nghi ngờ mình đã đang không biết làm thế nào để mình có thể có được ngôi nhà đó là cái sự nghi ngờ đấy anh chị thì thời gian đầu của Huyền là gặp rất nhiều cái điều đó nha khi mà anh chị đặt mục mới đặt mục tiêu ấy, thời gian đầu gặp rất nhiều cái điều đó nhưng mà các anh chị nhớ là phải trung thành xác quyết với cái mục tiêu đó kiểu gì mình cũng làm được anh chị kiểu gì mình cũng làm được và khi mà những cái người khác mà họ vẽ nên cái những cái câu chuyện những cái hình ảnh không thành công ấy anh chị đó các anh chị lúc phải nói với chính mình là sao đó là niềm tin của bạn thôi đó là niềm tin của bạn thôi tôi khác tôi học rồi tôi khác tôi suy nghĩ khác bạn bởi vì sao mình cũng hiểu thôi các anh chị họ cũng lo lắng cho mình thôi họ nhìn thấy rất là nhiều những cái câu chuyện những cái hình ảnh trong cuộc sống như vậy và đó chính là niềm tin của họ các anh chị nhưng mà bây giờ Huyền học ở trong câu lạc bộ Huyền thấy rất nhiều hình ảnh khác Huyền thấy rất nhiều hình ảnh thành công các anh chị làm được chính vì thế nên là Huyền lúc ấy Huyền nghĩ này đấy là bạn thôi tôi khác niềm tin của tôi khác tôi làm được đó các anh chị nha đó nên là các anh chị cứ bám vào câu lạc bộ ấy thì các anh chị mới ở đây á trong câu lạc bộ mọi người đều nói rằng là à em làm được đấy cố lên đúng không ạ à, học cái này học cái kia à, làm được lúc nào mọi người cũng khích lệ động viên là mình làm được nhưng ở ngoài kia thì sao mọi người bảo không làm được đâu các thứ thế nên là huyền rất là bám câu lạc bộ luôn các anh chị bám lắm nên anh chị nào mà cũng gặp cái tình trạng giống như huyền ấy Huyền không có dễ rằng là mọi người nói Nhưng mà Huyền bỏ ngoài tai đâu ấy, anh chị. Lúc đó ấy, lúc đó ấy, Huyền không có dễ đâu. Thế nên là Huyền bởi vì là nội lực của mình nó chưa ok, nó chưa có lớn. Thế nên là Huyền cứ bán câu lạc bộ để mà à, nuôi dưỡng dần dần và bây giờ ấy thì cái nội lực của Huyền nó lớn hơn rất là nhiều ấy, anh chị. Đó nha anh chị nha, đầu tiên là mình phải có cái kết quả cuối cùng mình mong muốn và luôn luôn trung thành với nó. Cái bước thứ hai ấy, đó là cái hình ảnh cụ thể. Phải có hình ảnh cụ thể. Anh chị phải in ra, màu ra các anh chị và các anh chị phải có được cái lý do lý do tại sao mình lại muốn đạt được cái điều đó và có một cái bí kíp nhỏ ở đây nữa là các anh chị hãy gắn gắn vào cái mục tiêu của mình một cái động cơ tốt đẹp nào đó không chỉ vì mình đâu mình làm cái điều này không chỉ vì bản thân mình mà còn vì một cái lợi ích tốt đẹp cho người khác nữa các anh chị đó lợi ích tốt đẹp cho người khác nữa và uh, các anh chị biết không uh, và nếu như ấy mà À, nếu như um, những cái lúc đó Huyền xây xây nhà ấy, anh chị thì Huyền nghĩ rằng là à ngoài việc là sao ngoài việc là Huyền có một ngôi nhà mới uh, con cái của Huyền uh, con của Huyền được sống trong một cái môi trường nó an toàn sạch sẽ ra ấy, thì Huyền nghĩ rằng là nếu như mà bản thân mình mà làm được thì chắc chắn là Huyền sẽ truyền cảm hứng rất là nhiều người đó bắt đầu Huyền gắn Huyền cũng học theo các doanh nhân thôi Huyền gắn tìm một cái lý do thật là um, tốt đẹp với anh chị thì khi mà các anh chị tìm được cái động cơ tốt đẹp với anh chị thì vũ trụ sẽ hậu thuẫn cho các anh chị rất hậu thuẫn rất là suôn sẻ mọi thứ rồi các anh chị đó nên các anh chị hãy gắn đây là một cái tip nhỏ nhỏ mà Huyền cũng đã ứng dụng đó gắn cho nó một cái động cơ tốt đẹp mình cảm thấy rằng là à cái hành trình mà mình thực hiện cái điều này mình đang làm một cái điều tốt cho cả cuộc đời nữa đó nên là mình khoái các anh chị mình mình khoái mình cảm thấy là à, hào hứng phấn khích với cái điều đó các anh chị và được vũ trụ à, hậu thuẫn rất là nhiều các anh chị nha đó và đấy là bước số 2, bước số 3 Bước số 3 ấy, khi mà các anh chị đã có làm đủ bước 1, bước 2 rồi các anh chị hãy nằm hoặc là ngồi thư giãn thoải mái thả lỏng cơ thể của mình và hình dung tưởng tượng. Và hình dung tưởng tượng các anh chị. Thì hình dung tưởng tượng các anh chị phải có được hình ảnh rõ ràng. Lúc nãy Huyền đã chia sẻ cái cách mà Huyền làm rồi đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải có cái sự dung cảm. Cái sự cảm xúc các anh chị. Có những cái ngày mà Huyền hình dung tưởng tượng ra cái ngôi nhà của mình ấy huyền hình dung là à huyền mở cái cánh cửa ra cái cửa cổng ấy xong huyền bước vào đi vào xong bước vào cửa chính vào cửa chính là phòng khách nó như thế nào nó có cái bộ bàn ghế ra làm sao à, xong rồi huyền đi vào phòng bếp thì phòng bếp của huyền như thế nào đó à, xong thì huyền lên phòng à, phòng ngủ của mình như thế nào phòng chơi của con như thế nào phòng làm việc của mình như thế nào huyền đi huyền bước đi Huyền bước 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 Và huyền có một cái hình ảnh mà huyền cảm thấy rằng là rất là sung sướng đó là huyền vào cái cái phòng làm việc của huyền và huyền mở tung cái rèm ra cái này huyền nhìn thấy cái view ở bên ngoài các anh chị. Huyền cảm thấy rất là và ánh sáng tràn vào ạ. Đó. đó là cái mà làm huyền rất là cảm xúc các anh chị. Đó, các anh chị hãy sao à ngồi hình dung ra, có một cái bức tranh, có một cái bức tranh khi mà mình đạt được mục tiêu ấy. Đó, là các anh chị hãy ngồi hình dung và để mà nếu như mà anh chị bây giờ các anh chị chưa có cảm xúc ấy, đó, các anh chị mà chưa có cảm xúc thì anh chị thêm hình ảnh vào. Ví dụ như uh, Huyền không chỉ là uh, có cái bước một mình mình bước vào ngôi nhà mà ví dụ như khi mà Huyền bước, Huyền, Huyền đặc biệt là Huyền rất mong là có cái ngôi nhà để con của Huyền nó có thể là ở một cái không gian nó sạch sẽ và an toàn, thì Huyền luôn luôn có hình dung tưởng tượng đến cái cảnh mà Huyền đi vào cái phòng của con ấy Đó, con đang ngồi chơi, ngồi chơi mà rất là sạch sẽ nhé, Xong có rất là nhiều những cái đồ, những cái giáo cụ học tập ở đó Và con đang cười rất là tươi các anh chị và con chào mẹ Đó, ví dụ như thế, anh chị thêm thêm hình ảnh đó vào à, Hay là có thể là con nói với mình một cái điều gì đó Đó, con nói với mình là, là à, con yêu mẹ hay là con uh, biết ơn vì mẹ đã thế nọ thế kia các anh chị Đó thêm thêm cái hình, hình ảnh và những cái điều mà các anh chị cảm thấy là à, nó quan trọng nhất với mình ấy đó hay là thêm hình ảnh vợ chồng con cái anh chị đó thì cái mục tiêu mà Huyền muốn xây dựng ngôi nhà Huyền trước lúc trước đấy là Huyền nghĩ rằng là à cuộc đời mình ấy, mình sống thế nào cũng được Nhưng con mình thì mình phải cố gắng làm sao cho nó những cái điều mà tuyệt vời nhất nên là cái mục tiêu mà Huyền muốn xây nhà là muốn cho con có một cái cái nơi mà nó con chơi nó an toàn sạch sẽ nên là huyền cho cái hình ảnh đó vào anh chị cho hình ảnh là con nó đang chơi vào thì rất là cảm xúc nên anh chị nào mà cũng chưa có cảm xúc thì anh chị cũng có thể sử dụng cái cách này nha đó xong rồi sao anh chị sau khi mà mình hình dung được như vậy rồi ấy thì mình sẽ bước 4 này là mình phải lên cái kế hoạch hành động à, và mình sẽ có thể là cái, cái kế hoạch lúc đầu của anh chị nó nghịch ngoạc nó thô sơ nó cũng chưa có gì nhiều đâu thế nhưng mà các anh chị hãy bắt tay vào hành động ngay. Ngay cả khi mà mình chưa sẵn sàng, ngay cả khi mà mình chưa có ưng cái cái kế hoạch này đâu, ngay cả khi cái kế hoạch của mình nó chưa có hoàn hảo đâu nhưng mà các anh chị hãy nhớ nha, cái đèn xe máy á trên cái đường tối ấy, các anh chị, anh sẽ cứ hành động đi xong rồi trong cái quá trình hành động ấy thì anh chị mới tìm ra được những cái cách, những cái bước tiếp theo, đúng không ạ? Đúng không anh chị? Đó. Và sao à, cái cái um, nguồn lực lớn nhất nó chỉ xuất hiện trong cái quá trình hành động thôi nên là các anh chị mà cứ chần chừ không hành động ấy thì các anh chị sẽ không thấy được cái nguồn lực đó đâu, đúng không ạ? Đó là trong cái hành trình mà Huyền ứng dụng để Huyền có được cái ngôi nhà đó. Nếu mà anh chị nào ấy mà mình mình, mình ứng dụng ứng dụng sức mạnh tiềm thức ấy, mình đúng cái bước này mà mình đạt những cái được những cái kết quả nhỏ nhỏ ấy mà mình chưa có đạt được những cái kết quả về tài chính ấy đó các anh chị thì ở đây ấy, là do là các anh chị đang bị thiếu cái niềm tin ở à, các anh chị đang thiếu cái niềm tin và việc của anh chị là cần phải à, nâng cao cái niềm tin của mình lên và nâng cao cái tư duy của mình nữa các anh chị bởi vì các anh chị biết rằng là à mọi thứ nó đều đến từ niềm tin hết à, mình tin vào cái điều gì thì điều đó là đúng nếu như mà bây giờ mình thiếu niềm tin Mình nghĩ rằng là mình không làm được Thì kiểu gì mình cũng không làm được Nhưng nếu mà cái niềm tin của mình Mình tin là mình làm được ấy Như Huyền ấy Trước đấy thì Huyền cũng nghe nhiều câu chuyện lắm Các anh chị chia sẻ ấy. Nhưng mà Huyền không có tin Nhưng sau khi mà làm quy trình cá chép hóa rồng xong Thì Huyền có một cái niềm tin là À tôi làm được Đó thế là Huyền ok được cái niềm tin nha Và hàng ngày Huyền nâng cao cái tư duy của mình Các anh chị à nhồi cho mình những cái tư duy về sự giàu có, về về những của những cái người thành công với các anh chị. Đó, thì khi đó thì Huyền bắt đầu là Huyền mới có thể không bị lung lay, không bị lung lay à, cái mục tiêu của mình, luôn luôn hướng về phía trước và kết quả cuối cùng thì Huyền đã đạt được rồi các anh chị. Đúng không ạ? Đúng rồi, có rất là nhiều những cái niềm tin nhiều lắm, à, nhưng mà các anh chị à, cần phải là sao ạ? À, cần phải thay đổi bản thân mình đi các anh chị như Huyền Huyền tham gia vào chương trình rèn luyện thân tâm trí Huyền được thay đổi rất là nhiều luôn nên là nếu như anh chị nào mà mình chưa có dễ tự bản thân mình thay đổi thực ra mọi người chưa có dễ đâu anh chị chưa có dễ để mà thay đổi đâu nên là chúng ta nên cho phép mình cái cơ hội để được vào cái môi trường dễ dàng thay đổi hơn nha các anh chị dễ dàng thay đổi hơn đó và ngày hôm nay thì không chỉ là có mình Huyền đâu các anh chị không chỉ là có một mình Huyền đâu Um, có thể ứng dụng được đâu mà có rất là nhiều anh chị đã ứng dụng được cái những cái kiến thức này và đã có những cái kết quả vô cùng là vi diệu của anh chị và ngày hôm nay thì Huyền xin mời lên đây uh, một người chị đó là chị uh, chị Luyến đúng không ạ chị Trần Luyến uh, ngày hôm qua thì uh, chị đã đăng ký với Huyền để chia sẻ cái câu chuyện thành công của mình uh, cái cái câu chuyện rất là vi diệu luôn ạ uh, chị Luyến có thể là giơ tay lên để ban tổ chức mở mic cho chị được không ạ Chị Luyến giơ uh, tay lên nha chị. Uh, xin mời ban tổ chức có thể là tìm tên chị Trần Luyến uh, mở mic giúp viền nha. Chị ứng dụng rất là thành công không, các anh chị về cả sức khỏe cho cho chồng của mình nha. Và nếu như anh chị nào mà đang có người thân bạn bè mà đang có chưa khỏe ấy, thì các anh chị uh, có thể học hỏi những cái bí kíp mà chị Luyến đã ứng dụng rất là tuyệt vời luôn ạ, ứng dụng trong rất là nhiều cái luôn, trong cả mối quan hệ luôn ạ. Uh, chị Luyến giơ tay lên chị Luyến nhá hoặc ban tổ chức có thể tì tìm tên Trần Luyến ạ à. Trần Luyến để mở mic giúp chị nha. Các anh chị có thấy rằng là những cái kiến thức mà Huyền chia sẻ ngày hôm nay uh, là có mình đọc được một cái bí kíp nào để mà mình ứng dụng không ạ có không anh chị nếu như ngày hôm nay á uh, các anh chị mà nắm được hết các bí kíp thì rất là, thật là thật sự là rất là tuyệt vời các các anh chị ứng dụng. Nhưng nếu như ngày hôm nay mình chỉ tâm đắc với một cái một cái từ khóa một cái bí kíp nào thôi thì các anh chị cũng cứ ứng dụng nha. À mỗi ngày mỗi ngày mình tích lũy tích lũy từ một cái bí kíp xong rồi cứ dần 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 các anh chị chắc chắn rằng anh chị sẽ nhìn rất là rõ ra cái con đường để mà mình có thể đạt được cái điều đó. Nhà các anh chị nha. À, ban tổ chức có thể mà mở mic được không ạ? cả nhà đợi một lát nha Yes, các anh chị hãy ghi ra cái bí kíp mà các anh chị tâm đắc nhất trong ngày hôm nay được không ạ? Cái ghi ra các anh chị lúc mà chúng ta học, ấy, chúng ta học sau đó chúng ta ghi chép lại các anh chị, thì chúng ta ghi nốt lại những cái điều quan trọng thì chúng ta sẽ nắm nó rất là rõ ràng và chúng ta có thể ứng dụng, đúng không ạ? Rồi Huyền đã thấy chị Luyến mở mic rồi Huyền xin mời chị Luyến chia sẻ cái câu chuyện của mình ạ. Dạ, trước tiên là em xin chào tất cả các anh chị trong buổi đun sáng ngày hôm nay và em biết ơn doanh nhân chủ tịch Trịnh Huy và doanh nhân Nguyễn Diễm đã sáng lập câu lạc bộ này và em biết ơn doanh nhân Hoàng Huyền hôm nay đã cho em lên ăn mừng thành công và đặc biệt là doanh nhân Nguyễn Hiền đã cho em gieo duyên cho em một cái tin nhắn khi lúc đó thì em rơi vào xin mọi người hãy bảo vệ tiềm thức của mình thì khi chồng em đang nằm bệnh viện ung biếu Lúc đó thu nhập của em từ 12 đến 15 triệu. Thì khi những người áo trắng có thông báo với gia đình là cho chồng em đi Singapore, thì nó mới có cái hy vọng. Lúc đó thì em rơi vào cảnh mê tắc luôn. Em không biết là phải như thế nào hết. Nhưng em đã biết đến câu lạc bộ và em đã ứng dụng bí kíp câu lạc bộ. Và lúc đó là Dương Hoàng chỉ cho em, thì Dương Hoàng chỉ em cái gì em làm cái đó thôi. Thực sự em không hiểu cái gì hết thương Hoàn kêu em đặt mục tiêu, đặt mục tiêu. thương Hoàn kêu em biết biết ơn, biết biết ơn. Chưa? Dương Hoàn kêu làm gì em làm cái đó nhưng mà thực sự là em không hề biết một cái gì. Em chỉ biết là em làm thôi. Nhưng em chẳng hiểu gì hết. Rồi lúc đó là con em chưa có được ngoan. Thì em đã kiên trì trong hơn 2 tháng. Thì một ngày gần đây thì là những người áo trắng nó thông báo với gia đình là chồng em đã đến 15 đến 20 tháng một này được, được về chồng em là giảng viên trường đại học luật và chồng em là luật sư chồng em tính tình rất là khó chịu mà chưa bao giờ biết quan tâm tới vợ con chỉ lúc nào cũng chỉ hỏi tiền em tôi còn ngoài tiền tha chưa bao giờ biết quan tâm gì tới vợ con hết nhưng mà đến bây giờ thì chồng em đã nhắn tin quan tâm tới vợ con và đã biết chia sẻ động viên tới vợ con trước đây hai con của em thì cũng không có được ngoan không có được giỏi khi đi học thì thường xuyên bị các thầy cô gọi điện cho mẹ nói về các con thì lúc đó là các con là được một với được không với lại được ba cao nhất là được ba tại vì em rơi vào cái tình cảnh là em không có quan tâm gì tới các con bởi vì lúc đấy là em chỉ tập trung em lo cho chồng em thôi em không có lo gì cho các con thì đến khi các con em như vậy thì em ứng dụng bí kíp của câu lạc bộ thì lúc đó là con em là từ được không một hai ba thì con em đã lên 8, 9, 10. Lúc đó là em có gọi điện cho chị Dương Hoàn và nói thì Dương Hoàn nói em ơi em có thể là là 5, 6 thôi em như vậy cũng được không em quyết em quyết bởi vì em tin em tin vào cái mục tiêu của mình em tin vào chính bản thân mình là em là con em sẽ được 8, 9, 10 chứ em không chấp nhận 5, 6 là con em sẽ từ đó là con em được 8 đến 9 đến 10 đi thi lúc nào cũng được 8, 9, 10 hết chứ không có giờ được điểm 7 được 6. Và tài chính của em đã tăng lên gấp 4 lần. Khi mà em cần cái màn hình vi tính để em học tập thì em có đặt hàng vũ trụ trong 2 ngày. Trong 2 ngày thì em đặt cái màn hình là xin vũ trụ và tiền thức cho con cái điện cái máy tính để con học tập thì là cái màn hình là em đặt là 5 triệu nhưng mà ngày hôm hai ngày hôm sau là về cho em là 5 triệu tám trăm một về một cách vi diệu luôn dạ cho nên em xin tất cả mọi người hãy tin tưởng vào cái mục tiêu của mình hãy tin tưởng kiên trì và cầu nguyện tất cả các mục tiêu của mình chứ đừng mọi người đừng nên nản trí chí bất cứ một cái gì tiềm thức có thể bẻ cong được tất cả nên mọi người hãy kiên trì và cầu nguyện hãy tin xác quyết với mục tiêu của mình Dạ em xin hết, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã nghe câu chuyện của em trong ngày hôm nay ạ à. Yes, uh, vô cùng ngắn gọn đúng không ạ Nhưng mà các anh chị có thấy được những cái thành công của chị Luyến không ạ uh, uh, Anh chị có thấy thành công của chị Luyến không ạ uh, Chồng thì đang chưa được khỏe đúng không ạ Và uh, khi mà chị đã ứng dụng, các anh chị ứng dụng trong vòng 2 tháng Bí kíp của chị Luyến là sao ạ À, lần theo uh, Đầu tiên mình cũng chưa hiểu gì lắm đúng không ạ Đó các anh chị, đó là đi từng bước một đó các anh chị mặc à, dù lúc đầu mình cũng chưa nhìn thấy con đường đâu nhưng mà người thành công chỉ ra, à người thành công họ đã ứng dụng thành công rồi họ chỉ cho ấy thì mình cứ làm thôi đó và làm chỉ làm sao vậy kiên trì đúng không ạ kiên trì và tin tưởng thì cuối cùng sau 2 tháng thì đã có tin vui uh, về cái kết quả sức khỏe của chồng đúng không ạ và uh, ứng dụng cho con ví dụ ngay anh chị uh, con đang từ điểm uh, 0123 mà bây giờ ứng dụng là lên uh, 8, 9 10 các anh chị có thấy tuyệt vời không ạ Yes, à, bao nhiêu trong số các anh chị cũng mong muốn rằng là à, chúng ta sẽ có thể là ứng dụng à, để mà có được cái kết quả như cho con cái hay cho chồng như vậy thì có, à, anh chị hãy là à, gửi những cái lời chúc mừng tới chị Luyến được không ạ? Rồi còn sao ạ? À, ứng dụng tài chính cũng siêu giỏi luôn các đúng không anh chị? Bây giờ thu nhập tăng lên gấp 4 lần các anh chị, quá tuyệt vời luôn. Và chị Luyến thì cũng đã rèn uh, luyện ở trong chương trình rèn uh, uh, luyện thân tâm trí đúng không ạ? Và chị cũng đã học được rất là nhiều những cái bí kíp Uh, những cái bí kíp mà chị luyến chia sẻ ấy, các anh chị là những cái mà rất là cô đọng uh, nhưng mà chúng ta đã được rèn uh, luyện ở trong cái chương trình rèn luyện thân tâm trí khi mà các anh chị nếu anh chị nào mà chưa có đủ những cái sự vững vàng cái sự kiên trì uh, hay là những cái niềm tin đúng không ạ niềm tin là con của tôi là phải được tám uh, chín 10 chứ không phải là năm sáu đâu đó đúng không ạ uh, thì các anh chị uh, hãy cho mình một cơ hội để mà được uh, tham gia vào môi trường rèn luyện thân tâm trí và các môi trường uh, rèn luyện chuyên sâu hơn trong câu lạc bộ nha các anh chị. Rồi và rất là chúc mừng chị Luyến rồi ạ, rất là xúc động, rất là xúc động khi mà chị Luyến đã chia sẻ cái câu chuyện của mình và Huyền tin chắc chắn rằng là cái câu chuyện của chị truyền cảm hứng cho rất là nhiều người giúp cho mọi người có thêm cái niềm tin để mà ứng dụng hơn. Rồi và ngày hôm nay thì à, 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 bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dành ra 5 phút để chúng ta cùng nhau thực hành lòng biết ơn nha các anh chị. À, thực hành lòng biết ơn quy trình phép màu à, và các anh chị à, bây giờ các anh chị hãy Uh, biết lòng biết ơn nha. Huyền xin nhờ ban tổ chức có thể xe giúp Huyền.